Xin chào quý vị, tôi là biên tập viên Cẩm Tú của báo Thanh Niên. Chiều nay 21 tháng 3, đoàn kiểm tra thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 dẫn đầu đã phối hợp với các lực lượng công an và quản lý trật tự đô thị tiếp tục xuống các tuyến đường để lập lại trật tự lòng lề đường và xử lý những vi phạm về lấn chiếm vỉa hè. Trong chiều ngày 21 tháng 3, đoàn công tác quận 1 đã tiến hành cẩu nhiều xe máy ô tô đậu trái phép trên vỉa hè về trụ sở công an. Đến đoạn đường Trần Khắc Chân thuộc khu phố 3 phường Tân Định, phát hiện văn phòng trụ sở khu phố 3 lấn chiếm vỉa hè, đoàn công tác dừng lại kiểm tra. Sau khi đo đạc, xác định trụ sở khu phố lấn chiếm vỉa hè nên ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành tháo dỡ. Dù đại diện khu phố đứng ra trình bày và cho biết trụ sở này đã tồn tại từ trước năm 1975 và mới được tu bổ sửa chữa trước Tết. Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn quyết định cho tháo dỡ. Quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin về hoạt động này trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube của báo Thanh Niên. Xin chào và hẹn gặp lại.